Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường bán Rolls Royce Grace dọn đường đón siêu phẩm Porsche 911 Sport Classic giá 20 tỷ đồng. Chiếc Rolls Royce Grace sản xuất 2016 của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hiện đang được chào bán lại trên sàn xe cũ với giá bán là hơn 17 tỷ đồng. Mới lăn bánh 7.000 km và được độ thêm bộ mâm Mansory chính hãng hàng hiệu. Sau khoảng gần 3 năm mua về, doanh nhân chơi xe khét tiếng hàng đầu tại Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đã chính thức chia tay siêu phẩm Rolls Royce Grace sản xuất năm 2016. Tính đến nay, xe mới lăn bánh chỉ khoảng 7.000 km. Do thường xuyên được chăm sóc rất kỹ càng, thế nên ngoại hình của siêu phẩm này vẫn còn rất đẹp và bắt mắt. Cùng với đó, em nó cũng được độ thêm bộ mâm Mansory hàng thửa chính hãng, nên trông càng khác biệt so với những chiếc xe còn lại tại Việt Nam. Động thái bán chiếc coupe siêu sang Rolls Royce Grace của doanh nhân này được cho là để dọn chỗ cho một siêu phẩm đình đám khác chuẩn bị góp mặt trong bộ sưu tập của anh. Theo như tìm hiểu của chúng tôi, trong thời gian tới, không chỉ có Grace mà siêu xe Ferrari F8 Chibuto hay là chiếc 911 GT3 mà anh đang có hành trình qua 4 nước Đông Nam Á cũng sẽ chia tay doanh nhân này để nhường chỗ cho siêu phẩm mới khủng hơn. Ngoài ra, việc số lượng để xe trong gara có hạn buộc doanh nhân này phải bán bớt trước khi nghĩ đến việc mua xe khác. Chiếc xe chuẩn bị về gara của doanh nhân này chính là siêu phẩm hàng hiếm, sản xuất giới hạn trên toàn thế giới, Porsche 911 Sport Classic. Chỉ có 1.250 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Hiện tại, Việt Nam đã có ít nhất 2 người đặt mua là doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và ông trùm cà phê Trung Nguyên, Đặng Lê Nguyên Vũ. Cả hai siêu xe này đều đã có mặt tại Việt Nam và chuẩn bị bàn giao đến tay chủ nhân sau khoảng 1 năm đặt hàng. Nếu mẫu 911 đời 997 Sport Classic được sản xuất dựa trên Carina S cùng thời với công suất là 402 mã lực, thì phiên bản 911 Sport Classic đời 992 này được xây dựng dựa trên phiên bản 992 Turbo S với động cơ 6 xi lanh. Tuy nhiên, động cơ đã được tinh chỉnh lại để phù hợp với động cơ số sàn. Cụ thể, mức hiệu suất trên Porsche 911 đời 992 Turbo S là 640 mã lực và mô men xoắn cực đại là 800 Nm sẽ được tinh chỉnh xuống còn 542 mã lực và mô men xoắn là 600 Nm trên 911 Sport Classic. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 7 cấp, hệ dẫn động cầu sau. Điều này khiến 911 992 Sport Classic trở thành phiên bản 911 số sàn mạnh nhất mọi thời đại. Các tính năng vận hành tiêu chuẩn trên 911 Sport Classic bao gồm hệ thống treo chủ động của Porsche, phanh composite gốm, hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động PDCC, hệ thống lái cầu sau, gói bấm giờ thể thao và hệ thống ống xả Sport được sửa đổi đặc biệt để giúp âm thanh dội vào khoang cabin nhiều hơn. Đồng thời, hãng cũng loại bỏ bớt một số vật liệu cách âm khỏi khoang cabin. Các cửa gió phía sau được loại bỏ, cánh gió kiểu đuôi vịt lấy cảm hứng từ chiếc Carrera 2.7 RS 1973. Bộ mâm 5 chấu hợp kim 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau, có các chi tiết trang trí màu đen và màu bạc. Đây là nét đặc trưng của mẫu 911S đời 1967. Phiên bản đặc biệt này cũng có màu sơn xám Sport Grey Metallic với hai sọc màu xám nhạt chạy dọc trên mui, kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen, xám Grace Metallic và xanh Gentian Blue Metallic. Bộ tem gồm dòng chữ Porsche và chữ số kiểu xe đua sẽ xuất hiện hai bên hông xe. Người dùng có thể tùy chọn chữ số từ 1 đến 99, sử dụng chất liệu đề can thay vì sơn để có thể dễ dàng thay đổi. Những logo đặc biệt tại ngoại thất cũng có thể được sơn màu vàng tùy chọn. Bên trong nội thất, Porsche 911 Sport Classic 2023 có thiết kế Pepita với các họa tiết House Tools, ghế ngồi tương phản với họa tiết Caro kết hợp với cốc nắp cổ điển sáng màu. Vật liệu này cũng được áp dụng trên ốp cửa và bảng điều khiển trung tâm. Porsche 911 Sport Classic được bán chính hãng tại trường Việt Nam với giá là 19,22 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn bổ sung. Đây chính là chiếc Porsche đắt nhất được phân phối tại Việt Nam thời điểm hiện tại.